cháy trung cư mini ở Hà Nội vẫn đang khiến nhiều người vô cùng đau xót khi số nạn nhân thương vong là quá lớn. Thiệt hại về người và của cũng như nguyên nhân vụ cháy đến nay vẫn đang tiếp tục được làm rõ. Trước nay, nhiều vụ cháy phần lớn nguyên nhân xảy ra vì chập điện. Để đảm bảo an toàn, nhà thông thường hay trung cư, trung cư mini, hệ thống điện cần được lắp đặt phải có thiết kế phù hợp cho công suất từng tầng, từng khu vực, từng cụm thiết bị riêng biệt. Tập đoàn Điện lực Việt Nam khuyến cáo người dân khi không dùng, cần tắt điện, không để các thiết bị điện nạp qua đêm. Ngoài ra thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng hệ thống điện, nếu thiết bị điện nào thấy không bình thường thì phải kiểm tra sửa chữa thay thế. Ngoài chập cháy điện, thực tế nhiều vụ cháy nổ gây chết người xảy ra cũng vì bất cẩn của con người với những quả bom nổ chậm ở trong nhà. Những đồ vật này tiềm ẩn rủi ro cháy mà nhiều người lại thường chủ quan. Nến cốc thắp sáng, nến cốc thắp sáng hoặc thờ cúng trong nhà rất dễ bị vỡ do nhiệt, nến tràn ra gây cháy. Nếu dùng nến thì chỉ dùng nến cây cắm trong bát, nến dạng rắn, khi đốt nến hay cúng bái phải có người trông coi. Chân hương quá nhiều, có nhiều người có thói quen để điện thờ, đèn dầu, nến thờ để cúng qua đêm. Thậm chí trên bàn thờ để nhiều vàng mã, chân hương quá nhiều với bát hương đổ sộ mà không tỉa đi vì tin là có lộc. Thế nhưng nhiều trường hợp cháy nổ vì tàn của vàng mã chân hương quá nhiều. Nếu nhiều chân hương khi cắm hương mà phần thuốc hương của que hương đang cháy tiếp xúc với chân hương cũ, khi cháy đến vị trí tiếp xúc sẽ bén cháy vào chân hương cũ gây cháy nổ. Pin sạc. Điện thoại di động đã trở thành vật bất ly thân với nhiều người, có không ít người có thói quen vừa dùng vừa sạc điện thoại hay sạc điện qua đêm. Tuy nhiên, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Luyện, nguyên cán bộ viện vật lý kỹ thuật Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, sạc sau một thời gian dùng quá tải hoặc không đạt chuẩn sẽ phồng lên. Theo thời gian, pin sẽ nóng lên và gây cháy nổ nếu vượt quá giới hạn. Chất lithium trong pin tiếp xúc trực tiếp với không khí sẽ dễ gây cháy nổ. Bật lửa, vật nhỏ này mọi người thường chủ quan vứt lung tung trong nhà mà không lường trước được nguy hiểm. Thực tế trong bật lửa luôn chứa một lượng ga nhất định, khi bị dò dỉ và gặp môi trường có nhiệt độ đủ cao hay tia lửa điện có thể phát nổ. Lò vi sóng Lò vi sóng bản thân khó gây cháy nổ, nhưng nếu không biết sử dụng và dùng sai cách, thì khả năng làm lò phát nổ cũng không phải thấp. Một trong những cách dùng lò vi sóng sai lầm nhất là cho đồ đựng thực phẩm bằng kim loại hay loại có ho văn vào lò vi sóng để hâm thức ăn. Điều này vô tình tạo ra các tia lửa điện bên trong lò gây ra cháy nổ. Hệ thống bếp ga, bình ga, bếp ga và các phụ kiện ga như van điều áp, ống dẫn, doang khớp nối phải dùng đồ chính hãng và thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng, thay thế khi thấy không an toàn. nhớ tắt hết bếp và khóa van cổ bình ga mỗi khi đun xong. nếu chẳng may bị dò khí ga ra không gian nhà bếp, tuyệt đối không bật tắt các thiết bị điện, không bật lửa, không mang đèn và nến vào. có thể dùng đèn pin nhẹ nhàng vào khóa cổ bình ga trước, rồi mở hết các cửa ra hô mọi người ra khỏi nhà khi nào hết mùi ga bạn mới vào kiểm tra và sửa chữa hệ thống ga và bếp. Ngoài ra cần chú ý mua ga ở đại lý có pháp nhân tin cậy và thái độ nhân viên đưa ga có uy tín. đã có trường hợp cháy nổ khí ga gây chết người do nhân viên đưa ga vì muốn kiếm lời phi pháp cố tình chọc thủng ống dẫn ga, van điều áp đang còn tốt thì báo hỏng để thay thế đồ dởm hoặc thiếu trách nhiệm khi phát hiện doang, kẹp ống bị hỏng không tư vấn thay thế, lắp ẩu.